Rồi vô 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 năm người đi Thái có điều muốn nói nè. Vô năm người đi Thái có điều muốn nói nè. Mất gì mạo. Rồi. Vô vô đủ cái tiếng chung chưa? Đó, đây là hoa hậu quốc tế nha, những hoa hậu quốc tế nha mọi người. Rồi, hello mọi người nha. Rồi, bây giờ đủ 5 thành viên rồi, lời nói đầu tiên xin cho Bơ Đét Vũ Thu Phương. Dạ hơn. Anh kìm cái bụng để Mu Xà. Phi Nhung. Phi Nhung. Gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hân thương đến tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại các kênh YouTube. Thì hôm nay là một ngày vinh dự cũng như là một ngày trong cộng đồng LGBT, một ngày giống như là để mà tôn vinh những chị em trong cộng đồng LGBT. Thì tại quán Lan Quế Phường có tổ chức một cuộc thi rồi, giống như là tụi em sẽ quá thân thành những model, những người mẫu Elsa, Samugai, Samgoku, năm anh em siêu nhân, rồi Alirada, Alibaba, Aladdin. Thì bây giờ là tại quán Lan Quế Phường sẽ tổ chức cho một giải giống như là người đẹp ấn tượng nhất. Đó thì ai cái tất cả các ở đây là khán giả là bình chọn Khoa có chơi em cho đi Khoa. Trời ơi, cô cứ vậy hoài à, người nhà mày cứ vậy hoài em mới chưa. Rồi bây giờ là 6 thí sinh nha mọi người nha. 6 thí sinh. Đó, thí sinh Khoa đó nè mọi người. Đó, hôm nay quá thân rất là dễ thương luôn. Hôm nay quá thân mình bé Mô Mô. Đó, thì bây giờ là ban giám khảo sẽ là những thành viên là các khán giả sẽ bình chọn cho thí sinh cao nhất. Thì thí sinh cao nhất sẽ được nhận tiền thưởng là 1 triệu đồng tại quán Lan Quế Phường. Và tất cả các thí sinh sẽ được nhận một voucher, có nghĩa là bia cốc treo phải không Andy? Bia chiêu. Thì tất cả các thí sinh làm lộ sẽ được nhận một lốc bia chiêu nha mọi người nha. Em làm lộ nhà có được thi không? Không, em cũng thi này đã thành viên không quên. Trời ơi, giải ấn tượng nhất nha. Đúng rồi, rồi đó rồi, lấy các bạn ngồi đi bé, lấy các bạn ngồi đi chị chị ra. Đó thì hôm nay là có mấy giải của tất cả mấy người đẹp. Quá đẹp luôn, mấy người đẹp. Quá trời đẹp mọi người ơi. Đó thì bây giờ cho chị sẽ mạng phép được mà. Trời ơi, Khoa, hôm nay là ngày của cộng đồng LGBT thì tất cả các thành viên nhóm sẽ gửi lời chúc tới mọi người, chúc tới những chị em trong cộng đồng LGBT. Mở đèn lên nha mọi người. Đó. Kênh của mình. Rồi bây giờ sao? Alo alo, thử đi vô đi. Thật sự là hôm nay đông tới đây đông phải giống như là mình đang đi du lịch bên Thái Lan nha mọi người nha. Đúng không? Hóa trang giống như những cô gái Thái. Ủa trời ơi nè, đông đông. Thí sinh ấn tượng, đây là giám khảo đông đông sẽ trao phần thưởng này cho tất cả 6 thí sinh. Hôm nay thi tại Lan Quế Phường, ai sẽ là người đẹp ấn tượng nhất và sự ủng hộ của khán giả sẽ được giải cao nhất nha. Đây, đây là giải 6 chai bia chill nha mọi người nha. Đó, bia chill cocktail mix pack. Dạ đúng rồi. Và mọi người đã đông nói đông lặp lại cho mọi người, khi mà mọi người chúng bia thì mọi người quên đừng quên là 100 lụng tộn ăn nữa nha mọi người nha. Rồi rồi. Vừa chill vừa có cá viên chiên ăn là sắc luôn nha mọi người nha. Thì bây giờ nói vài lời. Rồi ok, tiếp. Thiệt sự hôm nay là hả, tuy là tụi nhóm tụi em bận đi show nhưng mà cũng rất là tranh thủ bởi vì nôm na biết ngày hôm nay tại Lan Quế Phường có một cái lễ hội cực kỳ là vui. Tuy là chỉ có 4-5 bạn thôi nhưng mà phải nói là cái sự mà đầu tư của các bạn này, các bạn chỉnh chu từ quần áo cho đến hóa trang, phải nói là làm cho cái Lan Quế Phường ngày hôm nay nó giống như là một cái lễ hội mà giống như là đặc biệt, là một cái ngày dành cho tất cả những người trong cộng đồng LGBT. Tất cả các bạn hóa trang như thế này không phải là để làm cho mình nó lên quá hay là giêm nhúi gì, nhưng mà cái ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta phải nói là tự hào về cái giới tính của mình và mình có thể giống như là hóa thân thành bất kỳ nhân vật gì mà mình cảm thấy mình mong muốn. Thì ngày hôm nay cảm thấy là rất mọi người ai đúng rồi ai cũng rất là ấn tượng và được phải nói là lộng lẫy đẹp theo cái nét riêng của mọi người, không ai hơn ai hết mà mọi người đều có một cái nét đẹp đi, bởi vì chúng ta sinh ra là đều là duy nhất, chúng ta đều là đẹp theo cái cách của mình, có nói là born this way but you always beauty like the way you are. Ok, và bây giờ đó như là một cái thông điệp mà nữ ca sĩ Lady Gaga nổi tiếng cả thế giới đã gửi thông điệp cho tất cả những người là luôn luôn ủng hộ cho cộng đồng của mình. Chị ơi cho mấy phim được rồi, bây giờ xin mời người đẹp. Rồi bây giờ tới tiết mục cuối cùng là tẩy trang. Tẩy trang. Từ đây là những hình ảnh của những người xếp lộ, còn bên đây là vàng của bên đây mà đã lộ rồi nha mọi người. Lộ 100% luôn. Thành viên mới, thành viên mới. YouTube rất là nhiều nhưng mà hôm nay em mới làm ngày hôm nay em mới có duyên gặp. Ở đây quá thân thành nhân vật gì? Cô bé dạ, tiền cô bé không phải cậu bé hoàng khánh đỏ, cô bé rừng xanh nè, rừng rồi. Ủa sao vợ tại vì gần nó mấy cái lông nhiều, cậu bé rừng xanh giống con gần con công chúa ngủ trong rừng ngủ lâu quá. Thái nói cái nè, rồi cho Thái nói kìa. Thì ngày hôm nay là quán của mình tổ chức cái sự kiện này thì có một người chị có tên là Yến Nhi. Wow, chị đó là lì xì cho 5 người trong Lan Quế Phường mỗi người 200. Rồi bây giờ hãy
cho Châu Thu Phương 200. Dạ cảm ơn chị Yến Nhi nha. Đó em Yến Trang, em cảm ơn chị Yến Nhi. Phú Trường. Cảm ơn. Phi Nhung. Em thấy ai cũng quá cha, có mình Thu Phương đâu quá cha đâu. Vivi. Và Gia Hăng. Nói chung là bây giờ em đấy như vậy không công bằng nha. Chia đâu là năm người đàn ông là năm người chị Yến Nhi. Em ơi. Chị Yến Nhi ơi, bây giờ em sẽ dùng chị cho phép em xin được dùng cái phần thưởng của em để mà dành tặng cho bé Hoa nha. Không, Hoa đứng em, đứng em. Đây là cái lọc chị tặng cho em. Chị lì xì cho em. Em không nhận gì của Hoa. Chị bò bò xì. Không, em không nhận gì của Hoa hết. Thôi vậy em sẽ giữ, một chút nữa em sẽ hỏi Hoa ăn gì em bao Hoa nha. Em không cần ăn gì luôn. Không. Em không cần cái gì của em. Em muốn phụ với chị Thu Phương hôm nay thôi. Tại vì ngày tới ngày cộng đồng của tụi mình, em muốn giúp chị thôi. Vỗ tay. Quang hô cho cái tinh thần rất là lúc nào cũng luôn vui vẻ và ủng hộ cho của bé Khoa nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi bây giờ chị đi vô quán nha. Rồi đi vô quán đi, vô bàn đi. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị bầu cử nha. Bỏ phiếu bầu cho ai sẽ là người đẹp nhất đêm nay nha mọi người. Và bây giờ là em sẽ mời. Bây giờ em sẽ mời lại Đông Đông với lại nhỏ. Đẹp luôn, Đông Đông ơi. Mấy em quay xuống cho em bây giờ nha. Ồ, lỡ rồi. Một khách mời với một thí sinh. Rồi bây giờ là khách mời là bên đây đi. Em đi với lại rồi. Rồi, Minh Tý đi với Hương. Rồi, cho mấy em chọn á. Đi với chị Đông Đông nha. Đông Đông đi với ai nè. Ai biết, tôi muốn đi với ai. Rồi, tôi đi với chị, Quỳnh Lai đi với Lợi Khoa đi. Rồi. Rồi, đó bây giờ sẽ chia phần cho đi nha mọi người nha. Bây giờ chuẩn bị đi kết quán nha mọi người ơi. Và bây giờ sẽ chia cặp ra đi nha mọi người nha. Có nghĩa là một khách mời với lại một model thì tất cả các anh chị ăn cái viên chiên sẽ là những vị khán giả, vị giám khảo sẽ công tâm nhất để lựa ra một người không phải là đẹp nhất và không phải là sáng nhất, sẽ là một người ấn tượng để mà gieo hò hát. Thì mọi người ơi hãy xem như là cuộc thi công bằng và cô đế của Thu Phương xin thay mặt 5-6 thí sinh để mà cảm ơn quán Lan Quế Phường đã thương yêu tất cả các những chị em trong một đội ICBT và đã đứng ra tổ chức một cuộc chơi. Đó, thực sự hôm nay rất là vui luôn mọi người. Mu xịt. Lên nhạc đi bé ơi. Rồi và bây giờ sẽ quớt cho mọi người nha. Bóng tham bay đi trước. Bóng tham bay đi trước. Xỉn xàm đi, xỉn xàm mày đi trước. Ý xỉn xàm đi. Đi sao đi. Chị đi sao. Phương đi sau cùng đi cô Phương. Rồi, cặp của em là cặp của chị Đông Đông và... Rồi. Đông Đông. Phi Nhung quá đẹp luôn nha. Ủa Phú Trường em đi ai Phú Trường? Em đi chị Nhi. Rồi, chị Nhi quá đẹp luôn. Còn chị Quỳnh, em Quỳnh Lai đi chung với anh Khoa. Thì em cũng đã trao cái phần quà của chị cho tất cả mọi người đây chị. Hello. Còn bây giờ gặp mình trước. Hello. Các thí sinh đang chuẩn bị nha mọi người. Rồi đi đầu đường băng rồi vòng lại nha mọi người nha, rồi giao lưu với khán giả nha. Ủa đi cái cầu vượt Nguyễn Chi Phương hay sao? Rồi chi vậy ba? Trời ơi mang guốc đi đi dù vượt. Ủa tí cái tô vô xong chưa nha. Ai cũng đẹp hết cả nhà ơi. Ăn giờ phải không? Xuất sắc luôn nha, hôm nay ai cũng đẹp lộng lẫy quá rồi. Đó, những cặp đây. Trên kênh YouTube của anh Lotto ICBT, anh Tổng Đà Lóc, anh Lâm Ava. À đi. Xin hôm nay cho phép Hương Giàn á. Và Hồ Ngọc Hà. Đúng rồi, Hồ Ngọc Hà đi sao nè. Xin kính chào quý lời chào tới toàn thể tất cả các mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Hà rất là vui khi mà có sự xuất hiện của chị Verdes Vũ Thu Phương. Dạ cảm ơn chị Hà. Lâm Đông Đông. Hello mọi người. Đây là chị Hương Giang của em. Hương Giang nhái nha mọi người nha. Đó, xin chào mọi người nha. Hôm nay là ngày tháng 6, là ngày tháng Việt Pride, là người gọi tắt trên cộng đồng Mỹ gọi là Pride Month đó mọi người, là tháng tự hào vì cộng đồng LGBT. Ngày nay cũng làm dấy lên cho phong trào nước Mỹ đã mở ra giành quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT nha mọi người. Vì cộng đồng LGBT chúng em trải qua rất là nhiều thập kỷ để chúng em được có được đấu tranh để chống phân biệt đối xử và trải qua sự kỳ thị của mọi người trên mọi khắp mọi nẻo và phải đánh đổi tất đánh cả để đường xã hội công bằng, không nhận mình như chính như mình như đông người đông mới hội được như ngày hôm nay, phải đánh đổi với tất cả em sao có xem như là khổ có nghèo khổ, nói chung là vương chảy rất là nhiều, giống như cái cộng đồng như chị em mình rất là khổ. Dạ, rất là khổ. Nhưng mà em cũng cảm thấy cái sự mãnh liệt của cộng đồng LGBT rất là lớn mạnh và cũng rất là nghị lực. Sao em dễ thương nha.
Cảm ơn anh. Anh hưng ảnh me em rồi đó. Trời anh không chơi chồng anh đi. Chồng chuẩn bị quớt nha, chuẩn bị quớt nha. Chồng của vợ của anh hưng là gì chức đó. Hay quá. Thì chuẩn bị quớt nha mọi người. Đóng xe nha. Quỳnh lại với Khoa đi trước đi. Đúng rồi. Ôi tao chuyện đi trước đi. Đúng không? Chỉ Khoa đi thử vòng chứ đi Phương để. Bây giờ em chơi với mẹ đi, mình đứng đây trước đi. Đúng rồi. Đi mình đi hẳn luôn. Đi với mày đứng đây, đi đứng đầu nha. Rồi quốc trường với lại ai? Mẹ. Quốc trường với mẹ đây. Đây. Quốc cái đường chạy lớn, chạy lớn, chạy lớn, chạy lớn, chạy lớn. Gọi đi đây lé. Ý là bắt cặp theo cặp. Rồi đông đông với lại bên trong vô đây. Rồi. Khoan khoan, đi xong cặp nào là dứt cặp đó nha. Cái gì? Đi xong cặp nào là dứt cặp đó. Rồi. Cái này đi không dài lên lắm. Nghe cho bạn chiếc xe lên chảnh đúng không? Đi tới quán rồi xây vòng đi rồi xong. Ok, rồi. Là hai bên đi tương tác từ đây tới đầu cầu nha, tới đầu cầu mình tương tác. Bây giờ mình đi tới quán đi để mình xây vòng. Đi một vòng. Ờ, đúng tẻ ra hai bên. Không, bây giờ đi lên hai đứa nè. Rồi bắt đầu một đứa đi qua bên đây, một đứa đi qua bên kia, hai đứa rồi hãy chào khán giả rồi làm cái như là làm sao cho mình được ấn tượng, được khán giả bình chọn á. Rồi. Người nhạc nào? Ở nhạc nào? Đâu rồi? Mở nhạc chưa? Ủa, mở nhạc chưa Quang? Mở nhạc chưa? Mở nhạc chưa? Mở nhạc đi. Góp nhạc, góp nhạc đi. Anh đợi ở đây nhạc giùm anh đi rồi. Làm khăn cú. Đi với lại gì? Rồi lên nhạc rồi đó. Rồi lên nhạc rồi. Rồi nào bắt đầu cặp đôi thứ nhất. Đi. Cho. Kia qua, kẻ qua bên kia. Kẻ ra hai bên. Quát mà mọi người, này đi chết quát nha. Trời ơi. Quẹo vậy. Dâu xa quá. Okay. Quá thần thái luôn. Cặp đôi dịu dàng. Cá bảy màu. Đúng rồi, đi từ từ thôi. Thôi mệt quá. Yeah.
Vô. Ôi. Rồi mọi người cứ coi rồi mọi người cho một ý kiến nha mọi người, ai là đẹp nhất nha mọi người. Bình chọn mọi người, Mọi người bình chọn cặp đôi nào đẹp nhất cho mọi người. Rồi đứng. Ủa cái gì vậy? Đâu vậy trời? Cái nhà cái lương vậy? Đôi cuối cùng vừa đến Vũ Thu Phương và Hải Yến. Rồi lên. Quan trọng là thần thái thôi đúng không Phương? Có thể Phương lộn mày không anh? Có thể. Dễ dễ siêu. Em siêu này. Rồi. Rồi sai nè. Đi vô. Quán đi vô em lộn mèo chúng. Nha mọi người. Xuống xác luôn. Đấy. Đi giỏi cho xấu luôn, giỏi đây nè. Anh Kha mãi đỉnh nha anh Khoa. Anh Khoa mãi đỉnh. Bây giờ bọn mình bỏ phiếu bình chọn luôn nè.
đông đâu đông. Bây giờ là chương trình áo sơ với lại áo trang phục với nhau mọi người nha. Ủa sao nó mẹ? Ủa rồi đâu chạy tới mấy giờ rồi? Chắc nó bỏ béo rồi. Mẹ giám khảo đây ha, cảm ơn, chờ đợi sự. Ở chị số 1 đây, ai vỗ tay lên đi. Ờ đúng rồi, chị số 1. Để mấy người vậy? Mọi người ơi, bây giờ ai bình chọn cho cặp thí sinh nào, chị Tiến nói gì mày mày. Có những phiếu báo danh cho tất cả cặp đôi. Thì khi mà em nói cặp đôi nào bước ra thì mọi người bình chọn bằng cách vỗ tay. Đội nào được vỗ tay chiến trước thì đội cũng thắng luôn. Mời tạm biệt. Đó, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ đi người đi đầu tiên. Hai chị em. Số 3. Đông Đông với là số 4, em với là Dân là số 5 và Hương Phương là số 6 nha mọi người. Có 6 số nha. Và bây giờ xin mời cặp đôi đầu tiên của đây chú vợ ạ. Cặp đôi đầu tiên. Và em đếm tới 3 nha. Bây giờ thời gian bình chọn bắt đầu. 1 2 3. Bây giờ chuẩn bị với cặp đôi thứ hai, xin mời Bi Candy và Vivi. Chưa 1 2 3. Rồi, nhỏ hơn cặp đầu 1 số 1 thua. Rồi bây giờ tới chuẩn bị cặp đôi số 3, Ngọc Duyên và quá đẹp luôn. Vậy là cặp đôi này hơn hai cặp đôi vừa rồi. Và tiếp theo là Đông Đông và Vi Nhung, vỗ tay. Nè cặp đôi cuối rồi mình là cặp đôi cuối cùng là cặp đôi ma Ấn Độ. Ngủ á. Ý là cặp đôi em cuối cùng tao buồn ngủ, tao quên vỗ tay, mọi người hỏi lại giùm em ơi. 1 2 3 lại đi chị Minh Tết ơi. Thời gian bình chọn cho cặp đôi số 6 bắt đầu. 1 2 3. Ít hơn cặp đôi của Phú Trường rồi. Ít hơn cặp đôi của Phú Trường rồi. Phú Trường lớn nhất á. Em sẽ được 8 triệu để thuê nhân viên, thuê mấy người này ủng hộ, không ai ủng hộ. Xui. Bây giờ em xin tuyên bố nha, có 3 cặp đôi bằng điểm nhau. Cặp đôi của anh Ba, cặp đôi của Ngọc Duyên và cặp đôi của Đông Đông là 3 người bằng nhau. 3 người lên. 3 người lên chị. Ủng hộ cho em đi mọi người, chị tay cho mọi người. Chú Đồng mọi người, chú Đồng. Em đồng tay cho. Bây giờ, mọi người ơi, em xin được à. Khóc một. Tóc 3 rồi mọi người. Tóc 3 rồi mọi người. Rồi bây giờ em xin được tuyên bố là bây giờ. Trời ơi, quậy quá. Anh ơi, quá. Quá ghê trời. Nhớ lại cái đầu ngồi tại sao không mình chọn cho tôi? Sao mình chọn cho tôi? Đúng không? Đồ bãi thôi. Trời ơi. Ủa, chặt quá vậy? Chặt quá vậy? Ba cặp đôi lên. Quên rồi mới lại kìa, mấy ba cặp đôi rồi. Cô mày đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.